Xin chào bà con đã quay lại với kênh Trại Dế Hồng Phước à. Thì hôm nay tôi quay mấy con dế vào buổi trưa ha bà con. Thì mục đích quay thì bữa nay cũng trời nắng oi bức. Trời nắng này bà con sẽ cần phun nước cho dế uống. Thì một số bà con nuôi lâu thì cũng biết cách rồi, còn một số bà con mới chăn nuôi thì cách mà phun nước cho dế uống thì nó rất là đơn giản rồi bà con. Ở đây thì dế nãy nó ăn buổi sáng tới giờ thì nó hết rau rồi, tôi chưa bỏ rau vô nữa, hết rau rồi chiều mới cho ăn. Đó, thì đây rau này đây, thì đây là cái rau này nè, bà con cứ phun lên rau và phun lên sát bên cái thành chuồng, nó phun lên vậy thôi, phun lên thành chuồng nha. Đó, đây là cái bình xịt. Đó, còn đối với mấy cái ô dế nhỏ mới nở nè, đó, đây mới nở nè bà con. Đó, thì bà con xịt lên cái rau, mé mé lên cái thành chuồng chút nha bà con, xịt sơ thôi bà con. Đó, đừng có xịt nhiều quá, xịt lên cái ổ ấp luôn. Đó là cái cách cho dế uống. Đây, con này ăn hết trơn, sạch bóng luôn. Chưa đổ vô cho ăn thêm. Đó, bà con chỉ phun gì thôi. Đây, xịt đây. Đó, xịt lên rau vậy thôi bà con. Đó, nè, đây. Ô này thì còn rau, bà con xịt lên rau. Đó, bà con xịt lên rau. Đó, vậy là dế nó uống. Buổi trưa nắng này nè, dế nó cũng cần nước, bổ sung nước nha bà con. Đó, những cái ô như thế này nè, nó ăn. Đó, bà con xịt lên trên cái thành lồng. Đó, xịt lên trên cái miếng cao su của bà con. Đó, còn những cái ô dế mà ấp xong rồi nè. Đó, bà con xịt rau bỏ vô cho ăn gì thôi. Đó, rồi xịt lên rau, xịt. Tránh xịt lên mấy cái miếng máng mà mình để thức ăn ha bà con. Đó, mình xịt chỗ khác là để thức ăn, xịt móc hư thức ăn hết. Đó, đây dùng bình xịt phun lên trên thành, phun sơ thôi bà con. Đó, xung lên rau vậy là xong. Thì một số bà con thì mới nuôi thì thắc mắc hỏi có cho dế uống nước không, thì khi mình bỏ rau vô cho ăn đó bà con nè. Dế mới nở nè, mới nở là mình bỏ rau vô luôn ha, bỏ rau vô cho ăn, rồi mình phun xương lên trên cái lá rau á, thì dế nó sẽ uống, nó vừa ăn vừa uống luôn ha. Như mấy hồ này cũng vậy này, dế nhỏ này dế cũng vừa không lớn, hơn 30 ngày. Thì bà con phun lên rau là dế nó lên nó uống. Đó, đây mấy cái máng này máng để thức ăn ha bà con, phun lên trên thành là dế nó uống. Đây, nó dế nó đeo lên thành nó uống đó bà con, uống nước, dế nó uống nước cũng nhiều. Còn những cái ô này thì rau nhiều thì nó bu lên rau nó ăn ha bà con. Đó, thì cũng chia sẻ một video ngắn để bà con tham khảo cái cách mà mình cho uống nước nha bà con. Thì trong quá trình nuôi thì ngày nào cũng nắng nắng lên thì bà con xịt nước cho uống thôi. Mấy con này thì lớn rồi, nó ăn dữ lắm. Đó, thì cũng chia sẻ video ngắn, cảm ơn bà con đã theo dõi và đồng hành cùng chạy nha bà con. Chào bà con.